em nhỏ hơn tôi có 1 tuổi thôi đó Ngọc. Không, mà Ngân trẻ mà, Ngân rất là trẻ luôn á. Ngân trẻ. Trẻ nhiều so với tuổi 95 đúng không? Đúng rồi. So với tuổi 95. Hả? Trời ơi, khen ngại vậy sao? Đâu em biết em 92 đâu. Đâu em biết em 92 đâu. Trời ơi, 92 nữa. 91 luôn. Nhỏ nhất ở đây nha. Yeah. Thôi thì cái tuổi bỏ qua đi, cái tuổi không quan trọng ở đây nữa. Chơi đúng là rồi. Chơi thôi. Đúng rồi. Yeah. Bên đây chơi là không có coi quan trọng tuổi tác, cho nên là mấy dì mấy cậu rồi không có nể đâu nghe nói chưa. Thua rồi mấy con heo thì nghe nó cũng nặng đó ha, nhưng mà đúng nói chung mà chưa nặng bằng ví dụ bên đây thú mấy con gà ta. Tại em đỏ. Đỏ. Cái gì? Phải. Nghệ sĩ, người nghệ sĩ người ta nói chữ nó rời rạc chút xíu. Bên đó là dùng cái tiếng kêu của gà, tôi đã dùng cái tiếng kêu của heo. Tôi muốn hỏi là MC nói thì sao? À, đội chiến thắng là đội được đâu. Và nhan sắc chưa bao giờ là phai mờ Lâm Vĩ Dạ. Chào đón Trường Seven. Người đàn ông lý tưởng cho mọi cô gái. Tiến Luật. Ủa là gì vậy? Là gì vậy? Là gì không hiểu? Không hiểu, không hiểu lắm. Ba vấp á. Mỗi người một màu sắc, cũng giống như là mỗi người một tính cách, là mang lại nhiều tiếng cười cho quý vị. Và chúng tôi cũng không quên mời tới đây một nghệ sĩ đẹp trai, cao to, có mắt cười không ạ? Rất dễ thương. Chúng ta chào đón Thuận Nguyễn. Chào quý vị khán giả cũng như là chào các anh chị nghệ sĩ. Ngày hôm nay thì Thuận cũng rất là vui khi lần thứ hai được quay lại chương trình. Em nhớ lần đầu tiên em tham gia là mùa đầu tiên luôn á. Xin mời một nhân viên mới, trưởng phi công Thuận Nguyễn. Tội nghiệp nhỏ, lâu lâu chơi bị ân hiếp quá. Đến bây giờ mới có cơ hội quay lại với chương trình. Không, lâu lắm rồi, 6 năm. Dạ đúng rồi. Wow. Rồi 6 năm rồi gặp em không thay đổi gì cả, trong khi tụi anh thay đổi quá trời. Thay đổi gì ạ? Dạ, già dạ hơn một chút. Ngày nay em trẻ đến với tâm thế như thế nào? Thật sự thì trước mắt thì em cũng xin cảm ơn ekip của Bảy Nụ Cười Xuân. Tại vì trong cái thời điểm đó, mọi người không mất đi coi kịch đó, người ta sẽ biết em với là cương vị là người mẫu, là một á vương. Nhưng mà khi mà sờ tên Thuận Nguyễn thì sẽ có trình mà mọi người xem nhiều nhất, đó chính là Bảy Nụ Cười Xuân. À. Cho nên là từ đó là mọi người biết em đến với diễn viên nhiều hơn. Ngày hôm nay thì em đến đây với tâm trí là thoải mái và chơi cùng mọi người thôi. Hy vọng là anh em chúng ta sẽ mang lại những cái khoảnh khắc thật là vui, thật là thú vị cho quý vị khán giả. Đồng ý. Đồng ý. Nhìn cái màu lịch sự gì trời. Em ơi, em nhỏ tuổi hơn Ngân với lại Ngọc hả? Đâu. Dạ. Đâu. Ủa sao anh Luận anh hay thích đụng chạm đến tuổi tác chị em thôi. Đúng rồi, Thuận Nguyễn chắc là 95, 96 gì chứ. Em 92, em 92. Em 92 mà em vẫn nhỏ hơn Lan Ngọc. Nếu như đã kêu chị Ngọc, chị Ngân thì phải kêu là cô Dạ nha. Trời ơi. Gì vậy anh, em lớn bé nó có mấy tuổi chứ mấy? Em 8 mấy? 89 thôi. À. 3 tuổi à, lớn hơn 3 tuổi à. Ôi, chị có 89 thôi hả? Chị có 89 thôi hả? Ngọc đừng nói. Thôi hả? Thôi hả? Đừng nói vậy. Em sao á? Xin lỗi chị dạ. Em nhỏ hơn tôi có 1 tuổi thôi đó Ngọc. Không, mà Ngân trẻ mà, Ngân rất là trẻ luôn á. Ngân trẻ. Trẻ nhiều so với tuổi 95 đúng không? Đúng rồi. So với tuổi 95. Hả? Trời ơi, khen ngại vậy sao? Đâu em biết em 92 đâu. Đâu em biết em 92 đâu. Trời ơi, 92 nữa. 91 luôn. Trời ơi. Wow, trang trẻ đúng rồi. 89, 90, 91 nè. À,
nhỏ nhất ở đây nha. Yeah. Thôi thì cái tuổi bỏ qua đi, cái tuổi không quan trọng ở đây nữa. Chơi đúng là rồi. Chơi thôi. Đúng rồi. Yeah. Bên đây chơi là không có coi quan trọng tuổi tác, cho nên là mấy dì mấy cậu rồi không có nể đâu nghe mấy chú. Toàn thể anh em chúng tôi xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Chào mừng quý vị đến với chương trình Bảy Nụ Cười Show. Anh nhìn lớn rồi anh Lộc à. Cái đội đó nhìn ghê quá Lâm Cơm. Bé Ngân nói nhìn đội bên đó lơm cơm quá. Cái gì hả? Lơm cơm. Anh nhìn đi, mùa này anh sao á, mọi người được màu áo rất đẹp, còn anh mà áo nhạt nhòa mà nó kiểu nó tái tái. Lơm cơm. Xanh ngọc là màu rất là đẹp chứ. Màu đẹp như vậy, con bé mà lên cái da của anh là xanh ngọc, nó lên da trắng là đẹp. Ai cũng mặc đàng hoàng, em còn ở đây, em coi nhường người ta. Em coi nhường người ta. Chị Ngọc stylist cho em á. Nữa lại là chị Ngọc. Nếu nó đẹp thì sao Ngọc không làm mà phải làm cho em? Có nghĩa là nó xấu, nó đi ngược với mọi người. Em coi Ngọc kìa, áo đẹp, quần đẹp, nhưng coi đôi giày Ngọc có vô hay không? Vô. Giống như là đang đi chạy bộ rồi vô là quay chương trình vậy. Ủa còn bé Ngân sao mang bốt vậy ta? Ổn đi bộ, em đi ổn. Ủa cái này là em mới đi quét tuyết về. Không phải, mùa thì mùa nước nổi mà. Đi bắt cá linh hả? Phải, chị Ngọc nói là nên mang bốt đi tại chương trình để chơi nước nhiều lắm. Đúng rồi. Lại là chị Ngọc xúi em mang bốt. Ủa chị Ngọc nói vậy em cũng làm hả? Rồi được rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Xin mời ra sau bàn. Ô, mới vô rồi, có ăn rồi. Thôi chị Ngọc. Mới mẻ chia đội. Ủa nha, cái này là chia đội mới mẻ hả? Chia đội, chúng ta sẽ có mỗi người một chiếc vòng, xin mời hãy chọn. Tèn 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 tèn, đó. Rồi, cái vòng luôn là dễ nhất. Rồi, những cái đầu tiên. Dạ, vòng luôn cái dễ ba. Cái này có ai? Vinh Vinh qua đây nào. Rồi, em qua. Rồi, đỡ qua. Anh qua bên đây, anh qua bên đây nè. Anh qua cái bên này, qua cho chị qua trước. À, cái đó của chị dạ. Sẵn sàng chưa? Trời ơi, rồi, xong rồi. Là nữ là một đội rồi hả? Trời ơi. Sẵn sàng chưa? Chưa mà. Cùng nhau thì về với nhau. Heo. Hay quá. Ba đứa mình. Bà qua kia. Qua đây heo ơi. Ở mấy con già qua kia. Cho đợi mình, xin mời. Heo. Thôi đặt vậy mới. Ôi, thua rồi mấy con heo. Kỳ lắm. Thua rồi mấy con heo thì nghe nó cũng nặng đó ha. Nhưng mà nói chung mà chưa nặng bằng. Ví dụ bên đây thua mấy con gà ta. Rồi em đỏ. Đỏ. Cái gì? Nghệ sĩ, người nghệ sĩ. Người ta nói chữ nó rời rạc chút xíu. Bên đó là dùng cái tiếng kêu của gà. Tôi đã dùng cái tiếng kêu của heo. MC nói thì sao? À, đội chiến thắng là đội được đâu. Đội mình sẽ tên là gì? Nó sang trọng một tí. Sang trọng. Ví dụ như là gia cầm, đúng không? Giờ đội gia súc hả? Rồi bây giờ đặt cái là dính luôn rồi nha. Muối tiêu chanh. À, gà cái muối tiêu chanh hả? Tiêu chanh. Rồi muối tiêu chanh. Muối tiêu chanh. Nước mắm gừng. Rồi muối tiêu chanh và. Nước mắm gừng. Được quý vị.